Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với căn bếp của Suki. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn món panna cotta. Panna cotta là món tráng miệng truyền thống của Ý với thành phần cơ bản gồm có kem, sữa, đường và gelatin. Món này rất được ưa thích vì nó mềm mịn, tan trong miệng, vừa mát vừa có vị béo của kem. Trong video này mình chia sẻ với các bạn công thức panna cotta cơ bản, thêm vào hương vị của chanh dây, chua chua ngọt ngọt. Ngoài ra mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn một biến tấu panna cotta sữa chua rất là ngon với các nguyên liệu rất đơn giản và dễ kiếm. Giờ mình cùng bắt tay vào làm nhé! Khi mình làm panna cotta với hoa quả thì mình nên chuẩn bị phần hoa quả trước. Cụ thể trong video này thì mình dùng chanh leo. Để làm thạch chanh leo mình cần 200ml nước chanh leo, pha từ 5 đến 6 quả. Ngoài chanh leo mọi người có thể thay bằng các loại hoa quả khác. Với các hoa quả nhiều thịt thì mình sẽ xay nhuyễn rồi lọc qua dây cho mịn. Mình cho một chút nước nóng vào ruột chanh leo, như vậy khi mình dây phần thịt chanh leo sẽ thu được nhiều hơn. Ta lọc hỗn hợp qua dây. Lượng nước chanh leo thu được mình sẽ pha với nước cho đủ 200ml. Sau đó mình sẽ làm panna cotta cơ bản. Nguyên liệu cho phần panna cotta cơ bản như sau. Thông thường ta sẽ mix sữa tươi và kem tươi theo tỷ lệ 1:1. Nếu ai muốn béo nhiều hơn thì tăng lượng kem tươi, giảm lượng sữa tươi. Còn nếu muốn nó thanh hơn thì mình giảm kem tươi và thay bằng sữa tươi. Nếu mọi người muốn thêm hương vị cho phần panna cotta thì mình có thể thêm nước hoa quả hoặc là hoa quả xay nhuyễn và giảm sữa tươi lượng tương đương. Lượng gelatin thêm vào mình sẽ dùng 8g cho mỗi 500ml hỗn hợp sữa và kem tươi. Lượng gelatin này giúp cho panna cotta đủ đông, úp khuôn rất là tốt mà vẫn giữ được độ mềm béo như kem, không bị dai. Nếu bạn nào thích panna cotta thật mềm hơn thì có thể dùng khoảng 6-7g. Đây là tỷ lệ mình vẫn làm hồi xưa ở Việt Nam, thành phẩm rất là mềm béo nhé. Phần thạch chanh leo nguyên liệu mình dùng như sau. Các chú ý về gelatin cũng tương tự như phần kem sữa. Với gelatin dạng lá thì mình sẽ ngâm gelatin trong bát nước lạnh. Nếu thời tiết nóng thì các bạn nên ngâm trong nước đá để cho gelatin không bị chảy nhão. Cách làm panna cotta không hề khó. Lưu ý duy nhất là mọi người cần thao tác với gelatin thật chuẩn. Gelatin thì có hai dạng, dạng lá và dạng bột. Hai dạng này các bạn có thể dùng thay thế cho nhau với khối lượng tương đương. Mình sẽ làm phần panna cotta cơ bản với gelatin lá. Còn panna cotta sữa chua mình sẽ làm với gelatin bột để tiện minh họa cho mọi người cách thao tác với gelatin bột nữa nhé. Mình cho kem tươi và sữa tươi vào nồi. Thêm vào đường, lượng đường này các bạn có thể nêm nếm tùy theo khẩu vị. Mọi người cũng có thể dùng mật ong, hoặc những bạn nào ăn low carb thì có thể thay bằng đường ăn kiêng. Sau đó mình bắc lên bếp đun ở lửa nhỏ. Trong khi đó thì gelatin của mình đã ngâm nở. Với gelatin lá thì mình sẽ vớt ra, vắt hết nước và cho vào nồi. Khuấy cho gelatin tan hoàn toàn. Hỗn hợp này như vậy là mình đã sẵn sàng để đem đi đổ khuôn được rồi. Để làm phần thạch chanh leo thì mình bắc lên bếp 200ml nước chanh leo, thêm vào đường, tùy theo khẩu vị và độ chua của chanh leo. Sau đó cho vào gelatin đã ngâm nở.
Trước khi đổ khuôn thì mình sẽ chia sẻ với các bạn thêm công thức panna cotta sữa chua, nguyên liệu như sau. Với công thức này mình dùng sữa chua, sữa tươi, đường và gelatin. Công thức tương đương với 3 hộp sữa chua có đường, 100g mỗi hộp, một túi sữa tươi không đường 200ml, gần 2 thìa ăn cơm đường và 2 thìa cà phê đầy bột gelatin. Các bạn thấy là hầu như không cần dùng đến dụng cụ đo lường luôn, cách làm lại rất là nhanh nhé. Với món này mình sẽ thao tác với gelatin ở dạng bột. Với dạng bột thì mình sẽ không ngâm ngập nước như dạng lá. Một phần gelatin thì mình sẽ ngâm với khoảng 2-3 phần nước. Ví dụ như nếu mình dùng 8g bột gelatin thì mình sẽ ngâm với 15-25ml nước. Mình sẽ cần để gelatin thấm đều nước và để như vậy cho nó nở ra. Mình cho sữa tươi vào nồi cùng với đường. Mình bắc sữa tươi lên bếp. Khuấy ở lửa nhỏ cho sữa ấm nóng và tan đường. Khi gelatin đã nở, nó sẽ thành miếng dẻo như thế này. Mình cho gelatin vào hỗn hợp sữa nóng. Khuấy nhẹ, gelatin sẽ tan hoàn toàn. Khi gelatin đã tan thì mình để nguội bớt rồi cho vào sữa chua. Khuấy đều. Vậy là được rồi. Khi mình đã có các hỗn hợp thì mình sẽ bắt đầu đổ khuôn. Trong quá trình thao tác, đổ nhiều lớp nếu hỗn hợp bị đông thì các bạn có thể cho vào nồi đun ở lửa nhỏ nhất nhé. Ở đây mình dùng 2 cốc để đổ khuôn mà mình sẽ úp ngược ra sau này. Mình đã cho một chút hạt chanh leo xuống phía dưới, sau đó mình cho thạch chanh leo vào. Mình để ngăn đá trong khoảng 15 phút để phần thạch này đông. Khi thạch chanh leo đã đông thì mình đổ phần panna cotta vào. Mọi người có thể dùng phần panna cotta cơ bản với kem tươi và sữa tươi hoặc panna cotta sữa chua. Để tạo các lớp nghiêng trong cốc thì ta sẽ nghiêng cốc trên một cái bát khác. Các cốc này mình sẽ để trong ngăn đá cho nó đông xe mặt. Khi phần thạch trong cốc đã đông thì mình cho vào phần chanh leo. Ta chỉnh cốc một chút để cho nó bớt nghiêng đi. Phần thạch đã đông thì mình sẽ đổ vào phần kem sữa và cứ như vậy. Các bạn thấy khi đổ các lớp thì mình để ngăn đá để cho nó xe mặt nhanh để đổ các lớp tiếp theo, nhưng mà để cho nó đông hoàn toàn ở bước cuối cùng để hoặc là để bảo quản thì mình nên để ngăn mát để cho nó không bị cứng thành kem nhé. Khi panna cotta đã đông thì mình có thể thưởng thức được rồi. Với phần panna cotta trong cốc thì mình có thể thưởng thức ngay. Để úp khuôn thì mình ngâm cốc trong bát nước nóng khoảng vài giây. Cẩn thận ta không ngâm quá lâu, panna cotta sẽ bị chảy. Thành phẩm rất là mềm, mịn, béo, chua chua, ngọt ngọt. Vậy là hôm nay mình đã chia sẻ với các bạn món panna cotta với nhiều biến tấu khác nhau. Món này mình có thể bảo quản trong ngăn mát lên đến 1 tuần nhé. Nếu các bạn thích video này thì hãy nhấn nút like. Bạn nào chưa đăng ký thì có thể ấn vào nút đăng ký và nút chuông nho nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ các video tiếp theo trên kênh của mình. Hẹn các bạn trong video tới.